Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, chúng mình cùng gặp gỡ hai tác giả của bài hát Khúc ca mùa xuân. Phần cuối chương trình là phần tiếp theo của tiểu phẩm Thương hiệu nổi tiếng. Mời các bạn cùng nghe nhé. Các bạn thân mến, mùa xuân đến thật rộn ràng, vui tươi và nghe thêm những ca khúc về một mùa xuân mới thì lại càng thêm nhiều sức sống nữa, có đúng không nào? Mong muốn dành tặng đến chúng mình một ca khúc trong mùa đẹp nhất của năm, nhạc sĩ Lê Thống Nhất và cô giáo Võ Thúy Hiền, trường Tiểu học 1, thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, chủ nhiệm trung tâm nghệ thuật Sunny đã vừa sáng tác một khúc ca mùa xuân vô cùng tươi mới đấy. Ca khúc Khúc ca mùa xuân được lên ý tưởng và thực hiện ra sao? Sau đây chúng mình cùng nghe cuộc trò chuyện giữa nhạc sĩ Lê Thống Nhất, cô Võ Thúy Hiền và chị Thúy Quỳnh nhé! Và sau đó chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu cực kỳ rộn ràng của khúc ca mùa xuân. Vâng, xin chào nhạc sĩ Lê Thống Nhất ạ. Xin chào Thúy Quỳnh và xin chào tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình. Đầu tiên thì nhạc sĩ Lê Thống Nhất có thể chia sẻ về cái cơ duyên hợp tác giữa ông và cô giáo Võ Thúy Hiền, một cô giáo đến từ tỉnh Hà Tĩnh, để cho ra mắt một cái ca khúc được rất là nhiều bạn nhỏ yêu thích trong dịp xuân mới này không ạ? Có thể nói tức là mình quen biết Võ Thúy Hiền ấy từ năm 2020 khi mà mình viết cái bài Mùa Xuân Ơi. Thì bài Mùa Xuân Ơi thì khi ra đời như vậy thì cũng đã được truyền hình Nghệ An là giới thiệu trên sóng rồi. Thì Thúy Hiền ấy có một cái trung tâm nghệ thuật Sunny và đài truyền hình Hà Tĩnh rất tín nhiệm trung tâm nghệ thuật này. Cho nên mà mỗi khi mà định làm chương trình Tết cho thiếu nhi ấy thì thông thường là nghĩ đến cô giáo Võ Thúy Hiền và nghĩ đến trung tâm nghệ thuật Sunny. Thế thì Tết năm 2020, Võ Thúy Hiền xin ca khúc Mùa Xuân Ơi để mà cho trung tâm nghệ thuật Sunny thể hiện. Rồi khi mà chuẩn bị đón năm 2022 thì tự dưng mình ngồi mình nghĩ rằng là viết bài hát cho thiếu nhi và đưa cái Võ Thúy Hiền thích ngay. Sau đó cũng dàn dựng và cũng lên sóng ở dịp Tết năm 2022. Đó là ca khúc Cùng Chào Đón Mùa Xuân. Thì đến 2024 thì ngày mùng 4 tháng 1 thì mình vào Hà Tĩnh để làm cái chương trình giới thiệu ca khúc về Vũ Quang Anh Nhé. Thì trên đường đi thì Võ Thúy Hiền có nhắn tin cho mình là thầy có bài nào và về mùa xuân về thiếu nhi không, thì để em dàn dựng để mà ghi hình truyền hình Hà Tĩnh để phát Tết Giáp Thìn. Thì mình bảo bây giờ là có mấy bài thì là sử dụng hết cả rồi, thì bây giờ chúng ta phải viết bài mới thôi. Thì tốt nhất là Võ Thúy Hiền thấy thích nói những điều gì trong ca khúc này thì cho mình mấy gạch đầu dòng. Thì ngay ngày hôm ấy là bạn ấy gạch đầu dòng cho mình độ chục cái gạch đầu dòng, thì có thể nói viết rất nhanh, chắc là chưa hết một buổi sáng thì xong ngay. Điều cực kỳ quan trọng tức là từ những gạch đầu dòng của Võ Thúy Hiền bây giờ mình cấu trúc như thế nào để trở thành một ca khúc là cả một vấn đề. Bởi vì bạn ấy gạch, bạn ấy không cần thứ tự gì cả, bạn ấy nghĩ gì bạn ấy biết cái đấy thôi. Thì mình cấu trúc lại. Thì đối với khúc ca mùa xuân thì nó khác hai ca khúc mà mình đã từng viết. Trên cơ sở tất cả các cái gạch đầu dòng của Võ Thúy Hiền thì mình có một cái ý cực kỳ quan trọng mà mình dành ở câu kết. Đó là gì? Là em yêu thêm cái mái trường này khi mùa xuân về với quê hương. Như vậy có nghĩa là mùa xuân về quê hương, nhưng mà đối với tuổi thơ thiếu nhi ấy là phải gắn bó với mái trường nữa. Và cái hình tượng mùa xuân ấy ở đây mà mình rất thú vị, khi mà từ ý của Võ Thúy Hiền thì mình trau chuốt lại và mình diễn đạt được là em đi tới trường mỗi một ngày có bao niềm vui, thì hàng cây bên đường ấy lại mỗi một ngày bao mầm xanh mới. Như vậy có nghĩa là gì? Các bạn tưởng tượng rằng là mình muốn nói một cái điều là những niềm vui trong nhà trường ấy nó cũng như những mầm xanh mới ấy. Nếu như đối với tuổi thơ ấy thì mỗi một niềm vui ấy nó giống hệt như một cái cây ấy nó có thêm những mầm xanh. Bởi người ta vẫn nói tức là các em là những cái mầm non của đất nước. Vì là điều kiện hoàn cảnh hiện tại thì cô Võ Thúy Hiền đang ở trong Hà Tĩnh, Thúy Quỳnh và nhạc sĩ Lê Thống Nhất không để trò chuyện trực tiếp với cô Võ Thúy Hiền, nhưng mà cô Võ Thúy Hiền cũng đã ghi lại những cái chia sẻ, những cái cảm xúc khi mà đặt lời cho ca khúc Khúc ca mùa xuân. Xin chào Thúy Quỳnh, xin chào thầy giáo tiến sĩ nhạc sĩ Lê Thống Nhất và xin chào các bạn thính giả đang theo dõi trên kênh VOV6. Nói thật với mọi người rằng là mặc dù bản thân tôi có một vài sáng tác dành cho thiếu nhi rồi, cũng có một vài sáng tác về quê hương đất nước rồi, nhưng tôi chưa bao giờ có một cái sự kết hợp với ai. Mà hôm nay lại có sự kết hợp với một người mà với tôi như là một cây đại thụ. Tôi vừa hạnh phúc nhưng mà xen lẫn vào đấy đó là sự lo lắng, sự hồi hộp. Tuy nhiên thì thầy đã động viên
và thổi vào trong những cái dòng cảm xúc của tôi, những cái luồng gió mới để tôi tự tin tạo nên những vần thơ. Và những vần thơ rất là đáng yêu, rất là ngộ nghĩnh, rất là mùa xuân ấy đã được nhạc sĩ Chắp Cánh và viết nên ca khúc Khúc ca mùa xuân. Lời của bài hát Khúc ca mùa xuân ấy thì được sáng tác trong vòng 30 phút thôi. Cảm xúc của tôi khi mà được thầy gợi mở như thế là bắt đầu là những hình ảnh mùa xuân, rồi hình ảnh các bạn nhỏ đang tung tăng đón chào mùa xuân, rồi là vui cùng với các bạn khi mùa xuân tới cứ hiền lên. Những hình ảnh rất là gần gũi với thiếu nhi khi mùa xuân tới, như là tia nắng mặt trời, giọt sương sớm, ánh mắt rồi nụ cười, rồi mùa xuân của trẻ thơ là những bước chân tới trường vui cùng thầy cô và các bạn. Rồi mùa xuân của các em nhỏ ấy, các em thiếu nhi cũng chính là mùa xuân của non sông. Tất cả đã tạo nên những cái khúc ca mùa xuân hân hoan và rạng ngời. Và xin được cảm ơn chương trình và rất mong sẽ có dịp được trở lại với chương trình của VOV6. Xin chào nhạc sĩ tiến sĩ Lê Thống Nhất, xin chào Thúy Quỳnh và xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nghe cô Võ Thúy Hiền chia sẻ những cái cảm xúc với việc đặt lời cho ca khúc Khúc ca mùa xuân. Với một người mà gần các trẻ nhỏ như Võ Thúy Hiền thì có nhiều cảm xúc mà nhiều người nhạc sĩ không có được. Chính nhờ Võ Thúy Hiền thì đã kết nối được mình với các trẻ thơ. Chắc chắn rằng những điều kiện mình tiếp xúc trực tiếp với trẻ thơ hiện nay là đang rất khó khăn. Vì vậy cho nên là cũng có một cách để mà có được các cái ca khúc cho các em thiếu nhi. Đó là sự hợp tác với những cô phụ trách đội, những người làm nghệ thuật mà gắn bó với thiếu nhi. Nhạc sĩ Lê Thống Nhất thân mến, ông có thể nói về cái chất nhạc cho cái ca khúc này. Nó có một cái sự rộn ràng để đón một cái mùa xuân mới, nhất là một mùa xuân mới qua lăng kính của trẻ thơ. Ở đây cũng có một cái chút gọi là kinh nghiệm, tức là để thể hiện cái rộn ràng và cái tung tăng ấy, thì các bạn hình dung rằng là khác với một số bài trước đây, chẳng hạn như là mình ít khi gọi là sử dụng nhiều đảo phách đến như vậy. Cái sự tung tăng ấy nếu mà trong âm nhạc các bạn có thể thấy, tức là ngay kể cả từ cái mở đầu bài hát rồi, nào bạn ơi mừng xuân đến, đấy là đảo phách. Và kể cả đoạn điệp khúc nữa, em đến trường mỗi ngày có bao niềm vui, thì cái rộn ràng không khí ấy thì mình tưởng tượng như là các em đang tung tăng ấy. Khi mình nhảy này, tung tăng cái này thì là cái nhịp điệu của ca khúc nó phải theo cái sự tung tăng đó. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng là nó không phải là một cái nhịp điệu mà cái nhẹ nhàng đều. Nếu mà bình yên, yên ả mình có thể đều. Nhưng mà tung tăng rộn ràng là tạo ra những cái đảo phách giống như các bước chân đang tung tăng của các em. Thì đấy là về mặt gọi là cấu trúc âm nhạc, hay là mình nói là mô típ âm nhạc, thì là mình lựa chọn ngay từ đầu nó phải là thế. Và khi viết cho các em thì các bạn nên hình dung rằng là mô típ âm nhạc mình chọn trước, tức là tiết tấu nó kiểu gì. Và khi tiết tấu phù hợp rồi thì ít nhất trong một cái ca khúc video thôi, như đoạn A chọn mô típ, đoạn B chọn mô típ. Nhưng mà ở bài Khúc ca mùa xuân đến 2 mô típ, đấy là sự thay đổi luôn. Nếu các bạn để ý là 2 câu đầu tiên một mô típ và 2 câu tiếp theo của đoạn A lại là một mô típ khác. Như vậy nó tạo ra một cái cảm giác về sự phong phú, cũng giống như là gọi là muôn hoa luôn nở. Chắc chắn là trong một mùa xuân mới như thế này thì một người nhạc sĩ của tuổi thơ thì cũng có những cái điều muốn nhắn gửi đến các em. Điều muốn nhắn gửi nhất đối với các em là tuổi thơ của em có thể nói đó là một quãng đời đẹp nhất. Tuổi thơ là trong sáng, là ước mơ. Và chúc cho các em với tình yêu với mùa xuân, tình yêu với quê hương, mái trường, đất nước, các em sẽ quyết tâm luyện rèn để trở thành những công dân của đất nước trong tương lai. Dạ vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Thống Nhất. Và để kết thúc trang nghệ thuật tại đây thì sau đây chị Thúy Quỳnh xin mời các em sẽ cùng nghe ca khúc Khúc ca mùa xuân, lời của cô Võ Thúy Hiền, nhạc của nhạc sĩ Lê Thống Nhất, do tốt ca của Trung tâm Nghệ thuật Sunny thể hiện. Lòng lành bao giọt sương phơi.